Anh có ngại uống với tôi một ly không? Chuyện này tôi gặp nhiều rồi, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Mọi người đừng ngầm hiểu trong lòng muốn cái gì. Sau đó mọi người uống cũng khá nhiều. Chúng tôi đã cùng nhau đi lên lầu, cô ở lại phòng tôi cả đêm. Cả buổi tối chúng tôi rất vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra hết. Cho đến khi cảnh sát đến công ty tìm tôi, nói cô gái đã kiện tôi cưỡng hiếp, tôi mới biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Theo tin tức chúng tôi nhận được từ cơ quan điều tra cho thấy, Ngô Trác Nhĩ đã báo với cảnh sát anh đã sử dụng một con dao gấp để làm vũ khí uy hiếp cô ấy. Có chuyện này không? Chuyện này thật vô lý mà. Trên người tôi sao có thể mang theo dao được chứ? Tôi cũng không biết bọn họ tìm thứ này ở đâu hả? Nếu như phía cảnh sát tìm được con dao gấp này ở trong phòng thì họ sẽ tiến hành các giám định có liên quan. Thật sự anh có từng tiếp xúc với con dao này hay không? Đến lúc đó sẽ có kết luận. Tôi nói cho cô biết, chuyện này vô cùng rõ ràng. Cô ta muốn tống tiền tôi. Cô tìm cô ta, hỏi cô ta muốn bao nhiêu tiền hả? Tôi cũng giải quyết được hết. Anh Cao à, Ngô Trác Nhĩ đã báo cảnh sát, phía cảnh sát cũng đã dùng các biện pháp cưỡng chế đối với anh. Bây giờ vụ án của anh đã chính thức bước vào vòng tố tụng hình sự. Tiếp theo sẽ có luật kiểm tra công chứng sẽ thay mặt nhà nước thực thi nhiệm vụ và quyết định cuối cùng xem anh có cần chịu trách nhiệm hình sự không. Về hướng đi của vụ án hình sự, Ngô Trác Nhĩ với tư cách là người báo án cũng không thể can thiệp vào nữa. Vì vậy ngay cả khi cô ta có đồng ý tha thứ cho anh hoặc chỉ là thành công hòa giải với anh một phần trách nhiệm dân sự, anh cũng chưa chắc được thả ra và tự do. Chúng tôi sẽ giúp anh nói rõ tình hình với cơ quan điều tra, dùng phương pháp tốt nhất theo luật để có được kết quả tốt nhất. Được rồi, bớt nói những lời vô nghĩa đi. Tôi mặc kệ như thế nào, cô phải suy nghĩ ra cho bằng được cách đưa tôi ra khỏi nơi quái quỷ này. Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Như vậy đi, cô giúp tôi chuyển lời tới cô ấy để xoa dịu tâm trạng. Anh muốn tôi nói gì với cô ấy đây? Nói với cô ấy, giữa tôi và cô ấy là do tôi nhất thời hồ đồ, đơn giản chỉ là tình một đêm mà thôi. Mọi người đều là cam tâm tình nguyện. Tôi không thể cưỡng hiếp cô ta, tôi càng không thể nào phạm phải những chuyện phạm pháp gì đâu. Giữa tôi và La Hy quả thật từng có một khoảng thời gian ngoại tình, nhưng không phải là người mà bên khởi kiện vừa nhắc tới cái gì gọi là hối lộ tình dục, càng không thể nói tới mức độ phạm pháp phạm tội. Tôi nói cô có nghe thấy không? Tôi đã ghi lại rồi. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thành thật chuyển lời lại cho cô ấy. Anh ấy thật sự nói như vậy sao? Đúng. Hôm đó thái độ của anh Cao rất là thành khẩn. Anh ấy hy vọng cô tin tưởng. Anh ấy chưa từng làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật. Cô cảm thấy tôi có nên tin anh ta không? Là một luật sư, chúng tôi chỉ căn cứ theo chứng cứ. Chứng cứ hiện tại không có cách nào chứng minh anh Cao Thiên Vũ có hành vi cưỡng hiếp người bị hại. Như vậy nếu như là một người phụ nữ, là một người vợ, cô lựa chọn tin tưởng anh ta sao? Nếu như là một người vợ, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức của mình để bảo vệ gia đình và con cái của mình. Cô Tưởng, căn cứ theo tình hình chúng tôi vừa mới nắm được, cơ quan công an đã chuyển vụ án này sang xem xét khởi tố rồi. Bên công tố sẽ dựa trên các tình tiết của vụ án được phản ánh trong tài liệu chứng cứ của vụ án này, rồi sẽ quyết định có khởi tố hay không. Như vậy trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét một cách tỉ mỉ và toàn diện, nghiên cứu các quy định pháp luật và các vụ án để tìm ra cách ứng phó tốt nhất. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả không khởi tố. Cho dù thế nào, vất vả cho mọi người rồi. À đúng rồi, tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ anh chị giúp đỡ. Cô cứ nói. Anh chị có thể giúp tôi tổ chức một buổi họp báo với quy mô tương đối lớn để tôi đích thân xuất hiện cho giới truyền thông thấy rõ thái độ của tôi không? Cô chắc chắn là phải đích thân xuất hiện chứ? Không được hay sao? Bởi vì hình tượng cá nhân của chồng tôi đối với giá cổ phiếu của công ty hình như có ảnh hưởng rất lớn. Tôi có nghe nói cổ đông của công ty bắt đầu gây chuyện rồi. Nếu như tôi lấy thân phận làm một người vợ đứng ra nói với bọn họ, tin tưởng anh ấy cũng ủng hộ anh ấy, như vậy
có giúp ích được gì không? Tôi đã hiểu rồi. Vậy thì chúng ta chuẩn bị đi. Vất vả rồi. Cô chờ một chút nha. Chào cô. Luật sư Cố, cô có thời gian rảnh không? À, có. Vậy thì hai người cứ nói chuyện đi nha. Tôi đi gọi điện thoại. Luật sư Cố, tôi biết chúng ta chỉ quen biết trong một thời gian ngắn, nhưng tôi cảm thấy thật sự rất tin tưởng cô. Cảm ơn sự tin tưởng của cô. Công việc sau này vẫn còn rất nhiều, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức. Luật sư Cố, nói thật lòng, tôi rất hận Cao Thiên Vũ. Nhưng mà tôi cũng biết gia đình tôi không thể bởi vì chuyện này mà quỷ được. Mong cô hiểu cho cảm nhận của tôi. Cô cũng từng có trải nghiệm giống như vậy mà. Chồng của cô, luật sư Tống Gia Thần và một cô gái có quan hệ bất chính. Cô có thể chứng thực lời nói này hay không? Bên công tố cho là hối lộ tình dục, cô có rõ không? Cô còn có thể tha thứ cho chồng cô không? Chuyện của luật sư Tống ồn ào lớn đến vậy, cô vẫn lấy đại cục làm trọng. Là một người phụ nữ, tôi vô cùng tán thưởng dũng khí và sự lựa chọn của cô. Cho nên lúc mà tôi nghĩ đến việc muốn ly hôn, người đầu tiên mà tôi muốn hỏi ý kiến chính là cô. Luật sư Cố, nếu cô cho rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè, thì tôi mong cô hãy giúp tôi chuyện này, tìm cách đưa chồng tôi bình an trở về. Nếu như anh ấy vì vụ án này mà phải ngồi tù, thì đó là đã kích rất lớn đối với tôi và gia đình và sự nghiệp của chúng tôi. Nếu như anh Cao thật sự vô tội, chúng tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh anh Cao vô tội. Những chuyện chưa từng xảy ra, cho dù là làm giả thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Cao Thiên Vũ đã bị phía cảnh sát chuyển qua xem xét, khởi tố rồi. Điều này chứng minh phía cảnh sát đã nắm được chứng cứ phạm tội của anh ta rồi, phải không? Đối với vấn đề này ở đây tôi không tiện nói nhiều, nhưng đội ngũ luật sư của chúng tôi vô cùng nắm rõ các giai đoạn tiến hành của vụ án. Cá nhân tôi tin rằng chồng tôi vô tội. Tôi cũng tin tưởng vào cơ quan tư pháp cuối cùng tìm ra chân tướng, trả lại trong sạch cho chồng tôi. Cho dù anh Cao Thiên Vũ không có cưỡng hiếp, cũng không thể chối cãi chuyện anh ấy ngoại tình, là một người vợ cô cảm thấy như thế nào? Sau khi sự việc xảy ra tới giờ tôi vẫn chưa gặp mặt chồng tôi, cho nên trước khi gặp mặt anh ấy, đối với tôi bất cứ lời đồn nào tôi đều không có thái độ gì. Tình cảm giữa cô và anh Cao Thiên Vũ bất hòa có phải như vậy không? Cảm ơn đã quan tâm, tình cảm chúng tôi rất tốt. Có tin tức cho rằng cô đã tới gặp luật sư để bàn bạc vấn đề ly hôn với anh Cao Thiên Vũ, chuyện này có thật không? Tin tức này không phải là sự thật. Tôi và chồng tôi vẫn luôn hỗ trợ cho nhau và tin tưởng lẫn nhau. Tôi không hề nghĩ ra bất cứ lý do nào để ly hôn anh ấy. Có tin tức nói rằng sự việc xảy ra lần này hoàn toàn không phải lần đầu tiên anh Cao ngoại tình, có phải không ạ? Không nhìn ra được. Cô gái này trông có vẻ yếu ớt, nhưng mà khí thế vẫn rất mạnh. Hiện tại trong lòng cô ấy chịu bao áp lực lớn như vậy, e là chỉ có bản thân cô ấy biết. Cô đích thân mở họp báo này có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh Cao rồi phải không? Dù anh ta bị buộc tội tấn công tình dục. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này bởi vì tôi vô cùng tin tưởng vào chồng tôi. Anh có phát hiện ra không? Từ sau khi Cao Thiên Vũ xảy ra chuyện, trong cơ thể của cô gái này hình như đột nhiên bùng nổ một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh đó đã nâng đỡ cô ấy, giúp cô ấy vượt qua khó khăn, có thể độc lập với thân phận là nữ chủ nhân để xử lý các khủng hoảng trong gia đình và trong công việc. Những tin tức đó chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi. Cô có chút động lòng rồi. Ông Cao đã bị giam giữ, thậm chí sau này còn có thể ngồi tù. Nếu không có Cao Thiên Vũ, đối với các hoạt động kinh doanh và phát triển của công ty thật thì... lòng mà nói, tôi rất không phục cô ấy. Tuy Cao Thiên Vũ có tiền, nhưng mà không xứng với người vợ tốt như vậy. Tôi và chồng tôi đều không có mâu thuẫn gì, và chúng tôi trời, uổng công rồi. Đúng là uổng công rồi mà. Đúng là uổng công rồi đó. Vốn dĩ có thể thắng được vụ án ly hôn này. Tin tức của buổi họp báo này rất là tốt. Lần này Tưởng Hoa Hoa chắc chắn sẽ gây chú ý. Có thể cứu vãn được tình thế hay không, còn phải xem tình hình ở phía chúng ta nữa. Hiện tại phía công tố vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ để có thể định tội Cao Thiên Vũ. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Cô cũng đừng vội lạc quan quá. Theo bản báo cáo giám định của cơ quan điều tra với con dao đó, tuy không tìm thấy dấu vân tay của Cao Thiên Vũ, nhưng lại để lại thông tin DNA của anh ta.
để lại thông tin DNA nhưng lại không có dấu vân tay. Cảnh sát nghi ngờ Cao Thiên Vũ đã dùng cách nào đó để tránh để lại dấu vân tay, hoặc là sau đó đã lau dấu vân tay đi. Nhưng mà thậm chí kết quả đã thể hiện rõ DNA, anh ta từng tiếp xúc với con dao đó. Nhưng khi tôi ở trại tạm giam, Cao Thiên Vũ đã nói rõ ràng với tôi anh ta chưa từng đem dao trên người. Lời nói của thân chủ không thể nào tin hết được. Có lẽ ngay từ lúc đầu anh ta đã nói dối chúng ta. Cũng không thể loại trừ khả năng này. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thay đổi chiến thuật sao? Cho tôi thêm vài ngày nữa để tôi xem tiến triển thế nào. Đi kiện thực ra cũng chỉ dùng chứng cứ. Chứng cứ của ai mạnh thì người đó đã bắt được lá bài tốt. Mấy ngày này cô phải chịu thêm cực khổ rồi. Tìm lá bài hay giùm cho tôi. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội biện hộ vô tội cho anh ta. Yên tâm. Gái xin livestream Ngô Trác Nhĩ. Cái này có thêm filter. Quả nhiên người trên báo so với thực tế hoàn toàn không cùng một người. Trước đây trong vùng phát sóng xanh của một buổi livestream trực tiếp, tôi đã từng gặp cô streamer này rồi. Lúc đó có rất nhiều người ủng hộ cô ấy. Phát sóng xanh là gì vậy? Bình thường chị không xem livestream nhiều đúng không? Không có xem nhiều. Chị xem nè, đây là livestream của cô ấy. Chị xem, có rất nhiều người hâm mộ giao lưu đó. Phong Thịnh. Hả? Sao vậy? Anh nhất định phải xem cái này. Đây là video livestream của Ngô Trác Nhĩ. Trong video này tôi nhìn thấy một thứ rất thú vị. Cái này là bảng xếp hạng người hâm mộ trên nền tảng livestream. Anh xem, tài khoản đứng vị trí số 1, gọi là người mặt nạ nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, người cho Ngô Trác Nhĩ nhiều phần thưởng nhất luôn là anh ta. Cảm ơn anh mặt nạ nửa đêm, vừa đến đã cho tôi nhiều du thuyền như vậy. Có phải ngày hôm nay anh có nhiều chuyện vui lắm đúng không? Người này có điều gì đặc biệt? Tôi đã tra video của trước đó. Trước đây, người này đã từng tham gia chương trình của họ. Ngoài đời, tên của anh ta là Lâm Hạo Triết, tập đoàn Lâm Thị, dưới quản lý của cha anh ta, gần đây đang thu mua một số lượng lớn cổ phần của công ty Cao Thiên Vũ. Cũng tức là muốn nói, scandal cưỡng hiếp của Cao Thiên Vũ, giá cổ phiếu sẽ biến động. Sự cố lần này tập đoàn Lâm Thị được lợi nhiều nhất có đúng vậy không? Chúng ta cứ căn cứ theo giả thiết này, nickname mặt nạ nửa đêm, thông qua nền tảng các kênh nhận thưởng, đã mua chuộc Ngô Trác Nhĩ, sau đó sắp xếp cho cô ta tìm cách quyến rũ Cao Thiên Vũ, tạo ra scandal tình ái này. Vậy thì thông qua sự nổi lên của scandal sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu của Cao Thiên Vũ. Nếu như vậy, tập đoàn Lâm Thị có thể đạt được mục đích mua cổ phiếu với giá thấp một cách thuận lợi. Tôi cảm thấy suy luận của cô là rất hợp tình hợp lý. Nhưng nếu mà là như vậy, có thể sẽ mang đến cho cô một chuyện phiền phức. Tôi có phiền phức gì? Cô không thể nào tăng làm bình thường được rồi. Viện kiểm sát đã phê chuẩn chúng ta điều tra và thu thập chứng cứ của Ngô Trác Nhĩ. Cùng nhau đi nha. Rất đúng ý tôi. Cảm ơn mọi người. Xin chào nha. Tiếng trống nổi lên, chúc anh có giấc ngủ ngon. Thành thật xin lỗi mọi người. Các người tìm ai? Có phải là cô Ngô không? À, là như vậy, chúng tôi là luật sư của Cao Thiên Vũ. Viện kiểm sát đã phê chuẩn chúng tôi đến đây để hỏi cô một vài câu. Hãy đi theo tôi. Các anh à, bấm like. Cảm ơn đã like. Cảm ơn thời gian lễ hội quá trang của các anh. Cảm ơn anh nha, cảm ơn. Em hát cho các anh nghe một bài nha. Cảm ơn anh nha. Hát bài gì đây ta? Tôi không có nhiều thời gian. Lát nữa tôi còn phải livestream. Những gì cần nói tôi đã nói với cảnh sát rồi. Các người còn muốn hỏi gì nữa?
Chúng tôi đến tìm cô chủ yếu là muốn kiểm chứng lại một số chuyện hôm xảy ra vụ án. Hai người ra ngoài trước đi, để tôi tự làm. Chúng tôi căn cứ theo camera giám sát phát hiện ra, vào đêm xảy ra vụ án, cô có chủ động đi vào phòng cùng với Cao Thiên Vũ. Tại sao cô lại đi vào phòng của Cao Thiên Vũ một mình như vậy? Tôi tưởng anh ta là một người có thân phận địa vị như vậy sẽ không làm gì tôi hết, nên tôi hoàn toàn rút bỏ sự phòng bị. Cho nên buổi tối hôm đó, rốt cuộc ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Anh ta ép buộc tôi quan hệ với anh ta. Sau khi Cao Thiên Vũ uống say, giống như biến thành một con người khác vậy, tính cách vô cùng phấn khích. Thậm chí anh ta còn lấy dao gọt hoa quả trong phòng để uy hiếp tôi, ép tôi phải nghe theo. Cô biết anh ta có gia đình không? Đương nhiên tôi biết. Tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh ta, rất muốn làm quen với anh ta. Lẽ nào chuyện này cũng không được sao? Cô đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ thôi, chắc không phải có một mình Cao Thiên Vũ chứ. Theo chúng tôi được biết, trong chuyện đời tư, cô có quan hệ mật thiết với không ít nam giới. Hơn nữa đại đa số đều chênh lệch tuổi tác với cô rất nhiều, đồng thời sự nghiệp rất thành công. Các người có ý gì đây? Phán xét đạo đức sao? Chúng tôi không phán xét đạo đức, chúng tôi chỉ muốn xác nhận một số sự thật mà thôi. Nhìn cô chắc cũng hơn 30 rồi phải không? Cô đã kết hôn chưa? Cô muốn nói gì? Con người tôi có cách nhìn người rất chuẩn. Vừa nhìn là đã biết cô là kiểu phụ nữ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nói dễ nghe một xíu là hiền thục, nói khó nghe một xíu là tẻ nhạt. Có lẽ đàn ông đồng ý tìm đến kiểu phụ nữ như cô chẳng qua chỉ để làm việc nhà, nhưng trong lòng của họ đều thích kiểu những người phụ nữ trẻ tuổi như tôi thôi, để xoa dịu linh hồn không an phận của họ. Tôi nói có đúng không? Cuộc sống cá nhân của tôi như thế nào không liên quan vụ án. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. Cô cũng không cần mượn cớ phát huy. Không phải cô nói tôi có vô số đàn ông sao? Tôi còn chưa nói cho cô biết, thật sự đúng là như vậy. Hơn nữa theo tôi thấy, chồng của người phụ nữ giống như cô thường là kiểu rất dễ dàng mà có được. Thông thường nếu không dùng thủ đoạn nào hết, bọn họ sẽ rất nhanh chóng mà quên đi gia đình và người phụ nữ của chính mình. Cô có thể mặt không đỏ, tim không đập nói hết những lời vừa rồi, chứng minh trước đây chúng tôi đánh giá nhân phẩm của cô cơ bản là trùng khớp với sự thật, không có gì đổ oan cho cô. Nhưng mà tình cảm đạo đức của cô chắc không thuộc về giáo dục của chúng tôi, có thể là ba mẹ cô quản lý rồi, có đúng vậy không? Anh nói đủ chưa vậy? Mặt nạ nửa đêm, anh ta là fan của cô, trong cộng đồng người hâm mộ của cô, có đúng vậy không? Vậy thì sao? Tên thật của anh ta là Lâm Hạo Triết, đúng chứ? Nếu như các người đã biết hết mọi chuyện rồi, còn chạy tới hỏi tôi để làm gì chứ? Lâm Hạo Triết là người của tập đoàn Lâm Thị, con trai của Lâm Vĩnh Đức. Hiện giờ tập đoàn Lâm Thị đang thu mua một số lượng lớn cổ phiếu của công ty Cao Thiên Vũ. Đúng vào thời điểm này, cô lại nộp đơn kiện ông Cao Thiên Vũ, vừa hay thỏa mãn được lợi ích thương mại của tập đoàn Lâm Thị. Cô thấy cái này là trùng hợp sao? Ý các người là người hâm mộ của tôi dùng tiền để mua chuộc tôi, sau đó kêu tôi giúp đỡ để hãm hại Cao Thiên Vũ, có đúng không? Không thể không nói, bộ não của các người quả thật rất lớn. Nhưng mà tôi muốn nói cho các người biết, hoàn toàn không có chuyện này xảy ra. Mặt nạ tuy là đứng đầu danh sách của tôi, nhưng anh ta lại thưởng tiền cho tôi, chưa từng chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi. Tôi chỉ là một streamer, ở trên còn có lãnh đạo của công ty tôi, Cao Tằng. Ông ấy muốn bảo bọc quảng bá tôi. Mặt nạ với ông chủ công ty chúng tôi là bạn bè. Tất cả những lần anh ta trúng thưởng trong phòng livestream đều là lôi kéo các fan khác để chi tiêu nhiều hơn. Thật ra tôi và anh ta hoàn toàn không thân thiết. Tất cả những chuyện này đều chỉ là trò mua vui thôi, đều là tiền của công ty, túi trái vào túi phải, chưa từng vào tài khoản cá nhân. Những điều cô vừa nói, tất cả đều phải cung cấp chứng cứ tương ứng. Tất cả những giao dịch tài chính đều có căn cứ để điều tra. Các người có thể đi hỏi công ty mà. Nhưng mà bọn họ có đồng ý cho các người hay không thì đó lại là một chuyện khác. Hiện tại thành thật xin lỗi khiến các người không vui vẻ gì, nhưng tôi muốn nói với các người, tôi và mặt nạ thật sự không có liên quan gì về tài chính. Hai người còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi phải livestream rồi. Fan của tôi vẫn đang đợi tôi đó. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu.
Hello, xin chào mọi người. Hôm nay lại gặp nhau rồi. Hoan nghênh mọi người đến đúng giờ trong phòng livestream của tôi. Thành thật xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Tôi nên tìm hiểu rõ ràng trước rồi mới báo anh. Tuyệt đối đừng nói là xin lỗi. Những chuyện như vậy rất thường xuyên xảy ra, hơn nữa chúng ta cùng một đội mà. Tuy Ngô Trác Nhĩ nói cô ấy và mặt nạ không có trao đổi về phương diện tiền bạc, nhưng không có nghĩa là ở những phương diện khác họ không có móc nối với nhau. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm chứng cứ mới mà thôi. Được, tôi tiếp tục đi tìm chứng cứ mới. Tối hôm nay không được phép tăng ca nữa. Bây giờ tôi đưa cô về nhà, có nghe rõ chưa? Được. Cảm ơn. Hôm nay đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Có bất cứ chuyện gì thì để mai hãy tính. Vất vả cho anh rồi, Phong Thịnh. Nên làm mà. Mau về nghỉ ngơi đi. Nhớ ngủ sớm đó. Tạm biệt. Bye. Anh, em về trước đây. À, xin cảm ơn. Chị dâu. Mộ nha. Chị gặp thân chủ sao? Đúng rồi. Tôi vừa gặp luật sư Tống. Anh ấy nói anh ấy rất hối hận chuyện của La Hi. Hy vọng chị có thể tha thứ cho anh ấy. Tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi cũng đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Tôi chưa từng nhìn thấy con dao này. Và tôi cũng không hề biết ai đã đem nó vào trong phòng của tôi. Nhưng hiện tại kết quả giám định của phía cảnh sát đã chứng minh bản thân anh đã từng tiếp xúc với con dao đó. Cho nên nếu anh không nói rõ tình hình ngày hôm đó, khi chúng tôi đối mặt với bên công tố sẽ rất bị động. Đối mặt với viện kiểm sát như thế nào đó là vấn đề của cô. Cô đi làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện này đi. Làm rõ ràng cho tôi, rồi sau đó sắp xếp đưa tôi ra khỏi nơi này. Đây là thỏa thuận của hai chúng ta, đúng không? Tôi tốn phí luật sư đắt như vậy, tôi mời cô đến mà giờ này tôi vẫn phải mắc kẹt ở nơi này. Cô có biết một ngày tôi ở đây, công ty phải chịu biết bao nhiêu tổn thất không? Anh Cao à, tôi hiểu rất rõ sự lo lắng của anh. Nhưng bây giờ, phía cảnh sát đang nắm được vụ án, so với lời kể của bản thân anh có khác biệt quá nhiều. Chúng tôi thân là luật sư, cũng cần thời gian để xác minh tình hình. Rốt cuộc thì cô có làm được hay không? Nếu không thì tôi lập tức đổi người khác. Tôi làm ăn bao nhiêu năm, bên cạnh chưa từng nuôi bè phải, hiểu không? Tại sao mà vợ anh chọn chúng tôi? Đương nhiên sẽ có lý do để cô ấy chọn chúng tôi. Tôi cũng hy vọng anh có thể tin tưởng vào công việc của chúng tôi. Cô ấy chọn cô thì có ích gì? Gia đình và công ty đều là tính toán của một mình tôi. Tôi phát hiện phụ nữ các cô ở bên cạnh nhau làm việc cẩu thả kéo dài thời gian. Tôi giao việc gì đều là hậu quả khôn lường, cô phát hiện không hả? Anh Cao, tôi nghĩ tốt nhất là anh có thể xác định một chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều vì sai lầm anh mắc phải mà đang cố gắng dốc hết sức mình để làm việc. Không chỉ có mỗi chúng tôi, mà còn có cả vợ anh nữa. Từ thời điểm lúc anh bắt đầu xảy ra chuyện, cô tưởng vẫn luôn vì bảo vệ lợi ích của anh và công ty mà bận rộn cả ngày. Một mình cô ấy chống đỡ tất cả các áp lực từ các cổ đông và dư luận xã hội. Ngược lại với tất cả những gì anh đã làm, anh cảm thấy xứng đáng như một người vợ như vậy sao? Cô nghĩ cô là ai dám nói chuyện kiểu đó? Vụ này tôi không cần cô nữa. Tôi muốn mời luật sư mới, mời cô đi cho. Ra ngoài. Cô nghĩ như thế nào vậy? Một khách hàng quan trọng như Cao Thiên Vũ, sao cô có thể làm cho mối quan hệ thành ra như thế này? Xin lỗi, là do tôi không xử lý tốt cảm xúc của mình, nói ra những lời không nên nói. Tôi bằng lòng chịu mọi trách nhiệm. Cô lấy gì để chịu trách nhiệm? Cao Thiên Vũ rất có thể vì sự không chuyên nghiệp của cô mà có thành kiến với cả văn phòng luật của chúng tôi. Cô ra ngoài phá án còn đại diện cho tiêu chuẩn làm việc của Nghi Thịnh Hòa. Tôi... sự thất trách của cá nhân tôi, trách nhiệm sẽ do một mình tôi gánh vác. Nếu như Cao Thiên Vũ không muốn tôi tiếp tục biện hộ cho anh ta nữa, thì tôi sẽ tình nguyện rút khỏi vụ án này. Sẽ không để văn phòng luật sư phải tổn thất gì tôi đâu. Cô Niệm à, cô ra ngoài làm việc của cô đi. Tôi nói chuyện riêng với lại chủ nhiệm lệnh một chút. Cô ấy buộc phải rút khỏi vụ án này.
chúng ta bắt buộc phải tôn trọng quyết định của khách hàng. Cái này không bàn nữa. Thật ra chị nghĩ thử xem, ông chủ lớn như Cao Thiên Vũ, xảy ra chuyện này chắc chắn rất đau lòng. Hơn nữa anh ta chắc chắn sẽ rất tức giận. Một khi nhất thời tức giận sẽ nói ra vài lời rất khó nghe. Tôi cảm thấy cũng không phải không còn được cứu vãn. Cứu vãn cái gì? Văn phòng luật sư có nhiều luật sư giỏi như vậy. Tôi không thấy có bất cứ lý do gì để giữ cô ấy lại trong vụ án này. Chúng ta công bằng mà nói, tôi cảm thấy trong vụ án này Cố Niệm đã vô cùng cố gắng rồi. Hơn nữa cô ấy còn làm rất tốt. Cô ấy là một luật sư, đến cả sự bình tĩnh và lý trí cơ bản đều không làm được. Cậu kêu tôi sao tin tưởng cô ấy có thể bảo vệ quyền lợi cho khách hàng? Chuyện này thật sự phải trách tôi. Tôi không nên để cô ấy một mình đến trại tạm giam. Dạo này cô ấy áp lực rất lớn trong công việc, trong cuộc sống, lại thêm một đống chuyện rách nát nữa. Cái này không ai là sắt thép được, có đúng không? Cậu không cần biện hộ cho cô ấy nữa. Nếu như đổi lại là cậu, cậu sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy. Càng không thể đi đến bước đường trở mặt như vậy. Vậy thì chúng ta cũng sẽ không thể mặc kệ khách hàng là ông lớn buông lời sỉ nhục chúng ta, có đúng không? Chúng ta là luật sư, chứ không phải là nô lệ của khách hàng. Tôn nghiêm nghề nghiệp cơ bản cũng cần phải có mà. Tôi thật sự không hiểu nổi, sao cậu phải nhất định bảo vệ cô ấy chứ? Tôi không phải cố tình bảo vệ cô ấy. Chúng ta thay đổi cách suy nghĩ. Cố Niệm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa tôi cũng tin cô ấy có năng lực, từ từ sẽ sửa đổi vấn đề của chính mình. Cậu dựa vào đâu mà tin cô ấy? Lại là vì các người là bạn học 4 năm đại học nữa sao? Hay lại nói chuyện diễn dòng rồi. Tôi không phải là cố ý như chị nói đâu. Vậy còn có thể là ý gì chứ? Cậu phá lệ đưa cô ta vào văn phòng luật sư. Bây giờ trong văn phòng có rất nhiều người đang bàn tán chuyện của hai người. Cậu còn muốn bảo vệ cô ấy mọi lúc mọi nơi. Chủ nhiệm Phong, cậu không cảm thấy những chuyện cậu làm bây giờ đã hơi mất nguyên tắc rồi sao? Lời này cũng hơi xa rồi đó. Chúng ta không nói chuyện này nữa có được không? Vậy đi, tôi cũng biết dạo này chúng ta vì chuyện của Cao Thiên Vũ làm cho áp lực rất lớn. Tôi hiểu. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta ở trong văn phòng, chỉ để bàn về công việc, không nên nói chuyện ngoài luồng nữa. Câu này hãy cứ nói cho bản thân cậu nghe đi. Người hay nói chuyện ngoài luồng công việc chính là cậu. Chủ nhiệm Phong, chủ nhiệm Phong. Sao lại tự phạt mình đứng như vậy chứ? Chuyện đó chủ nhiệm Lệnh nói thế nào? Yên tâm đi, tôi đã nói với chủ nhiệm Lệnh rồi, sẽ để cô tiếp tục xử lý vụ án này. Cảm ơn anh. Tôi mới tới chưa được bao lâu, chỉ toàn gây thêm rắc rối cho anh thôi. Thành thật xin lỗi anh. Nói cái gì vậy? Được rồi, mau về nhà thôi. Nhưng mà nói thật nha, chuyện này nếu theo tính cách trước đây của cô, Cao Thiên Vũ dám nói với cô như vậy, chà, anh ta sớm bị ăn một bạt tay rồi đấy. Tôi có thô lỗ như vậy không? Cô không hiểu bản thân của chính mình hả? Ê, không đúng, còn cách hàng rào nữa chứ. Cô không đánh được rồi. Kết quả giám định của bên công tố đối với con dao này khiến chúng ta rất bị động. Mặc dù Cao Thiên Vũ một mực phủ nhận anh ta từng thấy con dao này, nhưng kết quả giám định cho thấy trên con dao này đúng là có DNA của Cao Thiên Vũ. Điều này với lời khai của anh ta đúng là có mâu thuẫn. Chúng ta nhất định phải tìm ra lời giải thích hợp lý nhất. Đây cũng chính là điều mà tôi luôn thắc mắc. Bản thân Cao Thiên Vũ hoàn toàn không nói dối, nhưng kết quả kiểm tra với cách nói của anh ta lại hoàn toàn không giống nhau. Trừ khi trong lúc vô tình anh ta đã tiếp xúc với con dao này, nhưng bản thân không có ấn tượng. Giả thiết này ở một góc độ nào đó là hợp lý, nhưng chúng ta phải tìm ra một chứng cứ có hiệu quả để chứng minh điều đó. Tôi không tin là không tìm được chứng cứ. Ê, cô đứng yên đó. Tạo hình này của cô khiến tôi đột nhiên nhớ lại khi chúng ta làm biện luận lúc ở đại học. Cô còn nhớ không? Lúc đó cô cứ 2 ngày một lần dẫn theo 8 nam sinh viên nhóm đi dạo. Lúc đó chúng ta miệng mài sắp suy sụp rồi. Cô nói xem, lúc đó cô lấy đâu ra tinh thần quật cường đến vậy? Không phải chứ, lúc đó tôi buộc phải giật dậy tinh thần mới theo kịp tiết tấu của mọi người chứ. Ồ, tôi thấy cũng lạ. Lúc đó 8 nam sinh các anh đều thức khuya, nhưng các anh đều không buồn ngủ, không mệt. Trời ơi, sao mà chúng tôi không buồn ngủ, không mệt được chứ chị hai? Chúng tôi đã kiệt sức lắm rồi, có biết không? Nhưng mà chúng tôi không thể nào thể hiện ra trước mặt của cô được. Vì để có được 8 suất này chúng tôi sắp dở luôn cái đầu, cô biết không vậy? Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Cô lại là hoa khôi của lớp nữa chứ. Vì để chen chân vào 8 suất này để cho các bạn nam ở ký túc xá của lớp chúng tôi mà nấu nước sôi cả tuần luôn đó. Anh bớt dở trò này đi. Lúc đó tôi còn là hoa khôi của trường. Lúc đó ngày nào chúng ta cũng thức khuya ăn đồ ăn vặt đều là do các fan của anh gửi đến. Ngày nào cũng vậy. Trời, chuyện này mà cô cũng biết nữa hả? Cả trường đều biết mà đúng không? Ê, tôi nhớ ra một chuyện. Cao Thiên Vũ từ khi nào bắt đầu nhận phòng ở khách sạn này vậy?
căn phòng này là anh ta thuê thời gian dài hạn. Cô thử nghĩ mà xem, con dao gấp này phát hiện nằm ở ngay trên giường anh ta từng ngủ, mà phía trên chăn ga qua một thời gian dài sử dụng nhất định sẽ dính mồ hôi và da của anh ta và sẽ để lại. Cho nên con dao này được để trên giường của anh ta cũng sẽ bị dính những miếng da còn sót lại. Nếu mà nói như vậy, trên con dao này kiểm tra phát hiện ra DNA của Cao Thiên Vũ cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Cho nên kết quả giám định này hoàn toàn không thể trực tiếp chứng minh Cao Thiên Vũ từng tiếp xúc với con dao này, cho nên không thể làm chứng cứ liên quan trực tiếp, cũng không thể được chấp nhận. Nếu như anh ta hoàn toàn không có tiếp xúc với con dao này, vậy thì con dao này rất có thể là Ngô Trác Nhĩ lén mang vào phòng, từ đó cố ý hãm hại Cao Thiên Vũ, bỏ con dao này ở trong phòng, làm cho thật giả lẫn lộn. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, bây giờ chúng ta nhất định phải tìm ra được chứng cứ. Phải tìm ra được hết chứng cứ. Bây giờ hãy xem lại tất cả những tài liệu mà chúng ta đã gửi, xem thử có tìm được manh mối nào chưa được phát hiện ra hay không. Tối qua không ngủ được nhiều rồi. Tối nay lại thức khuya lâu như vậy, cô còn chịu nổi hay không đó? Có đói bụng không? Có cần gọi cho cô chút đồ ăn hay không? Cảm ơn, không cần đâu, có cái này là được rồi. Tràn đầy sinh lực. Quả nhiên tôi không nhìn lầm cô, vẫn là một người năm đó mà tôi quen biết, một người mãi mãi không chịu khuất phục. Tôi gần như đã xem hết tất cả video của cô gái này rồi. Nếu như cô ta còn làm bảng xếp hạng fans, tôi cũng có thể xứng đáng được xếp số 1 trong danh sách đó. Thế nào rồi? Có thu hoạch gì không? Chẳng tìm được gì hết. Đoạn video này tôi đã tua đi tua lại nhiều lần và xem mấy lần rồi. Chúng sắp in một bản nằm trong đầu tôi luôn đây nè. Anh đợi chút, dừng lại đi. Sao vậy? Cô gái này tôi từng gặp rồi. Từng gặp hả? Ở đâu chứ? Trong đoạn video live stream của Ngô Trác Nhĩ, hai người bọn họ chắc cùng một chỗ. Tên cô ấy là... Cô ấy tên là phù thủy nhỏ Meo Meo. Hơn nữa hôm đó lúc chúng ta đến công ty họ cũng từng gặp cô ấy. Cảm ơn anh, cảm ơn thời gian lễ hội hóa trang của anh. Cảm ơn anh, cảm ơn. Em hát cho anh nghe một bài nha. Cảm ơn anh nha. Hát bài gì đây ta? Hai cô gái này cùng một công ty. Vậy thì thú vị rồi đấy. Sao hai người bọn họ đều đồng thời xuất hiện ở hiện trường vụ án? Hình như đây không thể nào là sự trùng hợp. Có khi nào là mặt nạ nửa đêm không chỉ sắp xếp một mình Ngô Trác Nhĩ, hơn nữa còn đồng thời sắp xếp thêm một phù thủy nhỏ cùng công ty? Sắp xếp cả hai người liên tiếp xuất hiện, vậy mục đích là gì? Cô xem, Ngô Trác Nhĩ và phù thủy nhỏ là hai cô gái hoàn toàn khác nhau về kiểu cách. Ngô Trác Nhĩ là kiểu ngự tỷ, còn phù thủy nhỏ là kiểu loli. Nếu như tôi đoán không nhầm, có thể là mặt nạ nửa đêm đồng thời sắp xếp hai cô gái có đặc điểm rất giống nhau. Cao Thiên Vũ thích người nào thì người đó đi với anh ta, mà buổi tối hôm đó rất rõ ràng là Cao Thiên Vũ thích Ngô Trác Nhĩ. Vậy nếu theo suy nghĩ này của anh, thật sự cũng có khả năng. Ngày mai sẽ giao manh mối này cho phía bên công tố, để bọn họ điều tra kỹ lần nữa phù thủy nhỏ này. Tôi đánh cược bằng uy tín hành nghề nhiều năm của mình, trên người cô gái này nhất định sẽ tìm được chân tướng của vụ án Cao Thiên Vũ rồi. Nè, cô không cần phải suy nghĩ thêm. Không ly hôn được không? Không được, ly hôn, nhất định phải ly hôn thôi. Anh ta làm tôi tức muốn chết luôn mà. Kết quả này cũng coi như là điều đáng vui mừng rồi. Vào đi. Chủ nhiệm lệnh. Tôi có một tin tức muốn nói với cô đây. Phía công tố dựa trên manh mối chúng ta cung cấp tiến hành điều tra bổ sung, tìm được tên của cô gái phù thủy nhỏ này. Cô gái đó hoàn toàn không ngờ những hội viên có liên quan đều tìm thấy trên đầu của cô ấy, cho nên không cách nào phản kháng, đã thừa nhận là mặt nạ nửa đêm bỏ tiền ra sắp xếp cô ấy và Ngô Trác Nhĩ dụ dỗ Cao Thiên Vũ. Cho nên nói như vậy, Cao Thiên Vũ có thể được thả rồi. Đúng vậy.
Bên công tố lại căn cứ vào manh mối phù thủy nhỏ cung cấp đã tìm được chứng cứ liên quan. Sau khi tổng hợp xem xét tất cả các chứng cứ, quyết định không truy cứu Cao Thiên Vũ nữa. Tốt quá rồi. Đương nhiên rồi. Bộ phận quản lý cấp trên cũng có trách nhiệm với nền tảng livestream, đã tiến hành bàn bạc cuối cùng đã quyết định đối với streamer Ngô Trắc Nhĩ, phù thủy nhỏ và những người có liên quan xử phạt cấm vĩnh viễn trên tất cả các nền tảng. Cố Niệm, chúc mừng cô. Tuy rằng trong lúc làm việc xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà cô vẫn làm rất tốt. Tiền công mà cô tưởng trả cho chúng tôi cũng rất hậu hĩnh. Cô sẽ có phần cô đáng được nhận. Tưởng Qua Qua tới rồi, nó muốn gặp Cố Niệm. Cô Tưởng, cô tìm tôi sao? Luật sư Cố, chồng của tôi đã bình an trở về nhà. Hôm nay tôi đặc biệt đến để cảm ơn cô. Cô khách sáo quá, đây là công việc của tôi. Mời cô ngồi. Tôi biết lúc đầu tôi chọn cô là sự lựa chọn đúng đắn. Cô thật sự không làm tôi thất vọng. Đây là chút tâm ý của tôi, cô phải nhận đó. Cái này tôi không thể nhận. Tâm ý của cô tôi xin nhận. Cảm ơn. Tôi nghĩ ra rồi. Bình hoa này là do chính tay tôi cắm. Cô có thích không? Tặng cho cô. Rất đẹp và rất trang nhã. Cũng may lần này nhờ có luật sư Cố đây, Cao Thiên Vũ mới có thể rửa sạch tội danh, bình an vượt qua khó khăn. Còn tôi cũng lựa chọn sự tha thứ cho anh ấy, chấp nhận anh ấy về nhà. Đây là chuyện tốt mà. Chúc mừng cô đã tìm lại được gia đình của mình. Không phải. Có thể cô hiểu lầm ý của tôi. Sở dĩ tôi tha thứ cho anh ấy là vì chúng tôi đều là người trưởng thành. Suy cho cùng cũng có trách nhiệm với gia đình. Tôi quyết định tạm thời không bàn chuyện ly hôn với anh ấy. Đây là sự lựa chọn của tôi vì để bảo vệ gia đình. Không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh ấy về mặt tình cảm. Bất luận nói thế nào, cũng có thể cho nhau một cơ hội bắt đầu lại từ đầu vẫn là tốt hơn. Còn luật sư Cố cô thì sao? Cô cũng sẽ cho luật sư Tống một cơ hội sao? Tôi cũng không biết. Phải mất thời gian gây lại niềm tin nữa. Có lẽ sự lựa chọn của tôi là sai. Nhưng dù sao chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Như vậy đi, nếu như sau này tôi vẫn còn muốn ly hôn, tôi nhất định sẽ mời cô làm luật sư ly hôn cho tôi. Hy vọng sẽ không có ngày đó. Nếu như thật sự có ngày đó, tôi cũng không thể thoái thác. Thật sự cảm ơn cô. Cần Cần. Chỉ Điểm. Chạy nhanh thật đó. Tan làm rồi mà. Chị có chuyện gì sao? Tôi có một chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ. Chị nói đi. Là chuyện trong nhà của tôi. Trong nhà tôi không phải xảy ra chút chuyện sao? Tôi biết chứ. Là chuyện của chồng chị Tống Gia Thần. Mọi người đều biết hết. Tôi cũng nghe nói mà. Rất nhiều người trong số họ đang nói về chuyện của anh ấy. Dù sao thì giới luật sư cũng không lớn lắm. Chuyện xấu đồn xa mà. Chị cũng đừng để trong lòng quá mà. Vậy chị cần tôi giúp cái gì đây? Là như vậy. Hiện giờ Tống Gia Thần đang thiếu một chứng cứ ngoại phạm rất quan trọng. Tôi đã tìm khắp nhà vẫn không thu hoạch được gì. Nên tôi nghĩ cô có thể về nhà cùng tôi một chuyến, cô tìm giúp tôi được không? Về mặt này cô có thế mạnh và cẩn thận hơn tôi. Nó không chừng cô có thể tìm được manh mối hoặc là dấu vết mà tôi không phát hiện ra được. Không sao. Nếu như cô không tiện hoặc là cô có dự định gì khác cũng không sao đâu mà. Thật ngại quá.
Không sao đâu, dù sao hôm nay tôi cũng không có dự định gì hết mà. Cảm ơn cô. Chị Niệm à, còn chỗ nào chưa tìm không vậy? Thật ra trước đây đều đã tìm khắp nhà luôn rồi. Chị Điểm à? Hả? Ngày 28 tháng 9 năm ngoái chị có đi xem phim với Tống Gia Thần không? Không có. Hai năm nay tôi đều không có đi xem phim cùng anh ấy. Sao vậy? Ở trong bộ vest này phát hiện hai giấy xem phim nè. Bộ phim này tôi chắc chắn chưa từng xem. Chị suy nghĩ kỹ lại đi. Tên phim là Cử Án Tề Mi. Cái tên này nghe rất quen thuộc, nhưng mà tôi không nhớ là ở đâu. Chị đã xem qua poster hay là gì chưa?